Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, điều mà chị Hiên vẫn thường nhắn nhủ đến với chúng mình là gì nhở? Em ơi đừng yếu đuối, một tẹo thôi đã buồn, làm sao đi đến cuối giữa cuộc đời đau gươm. Có thể thấy là trong cuộc sống chúng ta sẽ phải luôn luôn đối diện với những khó khăn và thử thách. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia diễn ra vào ngày mai cũng chính là một thử thách mà chúng mình cần phải đương đầu trên hành trình đến với ước mơ và thành công trong cuộc sống của mỗi người đấy. Thế nhưng chị biết rằng là bây giờ thì có rất nhiều bạn đang mang trong mình một tâm thế cực kỳ là lo lắng và hồi hộp. Nhưng chúng ta lo lắng và hồi hộp thì đâu có giải quyết được điều gì, đúng không nào? Thế nên hãy biến cái sự lo lắng và hồi hộp đó của bản thân trở thành động lực để ngày mai chúng ta sẽ bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và cố gắng là giành được một cái số điểm cao nhất chúng mình nhá. Ngày hôm nay chị Hiên thay mặt cho team học văn chị Hiên cũng muốn được gửi lời chúc tới tất cả các bạn. Chị chúc cho các bạn sẽ có thể hoàn thiện kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tốt nhất và đạt được số điểm cao nhất. Bởi vì hơn ai hết, chị là người đã đi và đồng hành cùng với các em ở trong một năm qua. Chị đã biết được là các bạn đã cố gắng như thế nào để các em có thể đến với kỳ thi này và để các em có thể tích lũy được nhiều vốn tri thức nhất có thể và đưa những vốn tri thức đó vào trong phần bài làm của các bạn. Chị luôn tin rằng khi chúng ta đã cùng với nhau nỗ lực thì chắc chắn là vũ trụ sẽ xoay vần để giúp chúng ta thực hiện những cái kế hoạch và mục tiêu đã đề ra. Nên là chúng mình ơi, hãy cố gắng bình tĩnh, tự tin hết sức có thể nhá. Mọi điều may mắn nhất xin được trao tặng cho các em và chốt cho chúng mình mỗi bạn sẽ có 1 điểm 9 cộng môn văn nhá. Hy vọng rằng là tất cả, không phải là hy vọng đâu, mà là chắc chắn tất cả các bạn 2K4 đều sẽ vượt vũ môn thành công thôi. Cố gắng lên nhá. Tchau!